Dạ em xin phép kính chào chị ạ. Kính chào chị, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2023. Em tên là Định ở Con Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Kính chào chị, hôm nay thì bên em cũng quay lại để giới thiệu đến con chị một số các loại phong lan của khu vực rừng Con Tum. Thì cũng khá lâu rồi bên em cũng không có bán hoa lan con chị, bởi vì thật ra cái mùa này là mùa bà con họ đi hái cà phê và cũng thu hoạch mì nữa chị, thành ra cũng ít cái thời gian mà đi lấy hoa lan, với lại lan rừng bữa nay nó cũng hiếm rồi mà cái giá cả thì nó cũng giảm nữa, thành ra anh em họ đi lấy hoa lan là không có đủ công của chị, thành ra cũng thỉnh thoảng thì mới đi thôi. Thì hôm nay cũng có ít hoa lan thì bên em cũng xin giới thiệu đến con chị như sau anh chị. Đầu tiên là cái kiều vuông. Kiều vuông thì một trong những cái dòng hoa xuân đó anh chị, kiều vuông hoàng lạp này. Cái giáng hương ở chỗ em người ta gọi là giáng hương quế nâu đó anh chị. Thì hoa thì nó có thể nó biến thiên một tí so với các cái vùng miền khác. Thì đã có chị sưu tập dòng này thơm mà giờ trong này. Cái kim điệp xuân, văn đà nâu, cái combo anh chị. Và cái kiếm xinh xích ngọc và cái kiếm bicolor này, hai phần thanh đạm 3 cân, mỗi phần 40.000 thôi. Thì cái mùa này thì đang vào cái mùa khô, cái cây nó chuẩn bị nó mùa nghỉ rồi anh chị, thành ra con chị mua cái thời điểm này thì rất là thích hợp để con chị trồng. Thì bên này cũng xin giới thiệu lần lượt từng phần của anh chị. Thì đầu tiên cái thanh đạm 3 cân này anh chị này, thanh đạm 3 cân thì hoa nó khá xinh lắm anh chị. Thì ở phần này tầm có 1,5 kg rồi anh chị. Bên này bán với giá là 40.000 thôi để con chị sưu tầm. Thanh đạm 3 cân. Cái dòng này hoa cũng to lắm. Phần này 40.000 anh chị. Đây. Thanh đạm 3 cân 40.000. Tầm có 1,5 kg. Phần số 2 cũng vậy, cũng tầm có 1,5 kg. Bên này bán với giá là 40.000. 40.000 anh chị. Tất cả các phần hàng mình đang bán thì chưa bao gồm cái phí ship vận chuyển. Phí ship cô chị mua bao nhiêu đơn hàng thì cũng với giá 30.000, bên em sẽ đồng giá 30.000. Ví dụ cô chị mua một phần này cũng 30.000 phí ship, và mua hai phần hoặc cả những phần sau thì gom lại thì cũng sẽ 30.000 phí ship chị. 40.000 cái thanh đạm 3 cân này. Đó là cái combo gồm có hai loại kiếm. Kiếm này là kiếm bicolor, hay gọi là đòn kiếm hai màu đó chị. Dòng này thì hoa đẹp lắm và hoa đứng nữa. Một về kiếm, hai kiếm xích ngọc này, một về kiếm xích ngọc này anh chị. Hai cái loại này bên em bán với giá là 50.000. Tiếp đó là cái hoàng lạp hay gọi là hoàng lan đó anh chị. Phần số 1 bên em bán 80.000. Phần số 1 thì cái dòng thân dài đây anh chị này. Gồm có một về này, một về thân dài này. Hai về thân dài này. Đây. Hai về này dài lắm anh chị. Hai giờ thân dài bên em bán với giá là 80.000. Cái hoàng lạp số 1, hoàng lạp số 2 là 50.000. Số 2 50.000 ạ. Gồm có 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. 3 giờ này bên em bán 50.000. Thân kích cỡ thế này anh chị. Của Con Tum thì cái đốt nó dài lắm anh chị. Phần số 2 50.000. Em quay lại phần số 1 anh chị. Cái giá hành là rất là dài luôn. Tiếp đó cái kiều vuông. Kiều vuông phần số 1. Bên này bán với giá 70.000 anh chị. 1 2 giờ này. 3 giờ này. 3 giờ này bên em bán 70.000. Phần số 2 cái kiều vuông. Kiều vuông cũng với giá là 70.000. Phần số 2 này cũng giá 70.000. Còn có 1 giờ này. Số 2 này. 3 này. 4 này. 5 giờ này. 6 giờ này. 6 giờ này bên em bán với giá 70.000 anh chị. Tiếp đó là cái giáng hương tầm sắc hay gọi là giáng hương quế nâu đó. Thì lúc này bên em cũng chia sẻ với anh chị là những cái dòng này thì nó sẽ biến thiên cái mặt hoa đối với từng vùng của anh chị. Dòng này hoa thơm và nó tương đối cho vợ trồng nữa. Phần này bên em bán với giá 80.000 chị, thì tầm cỡ 1 kg 80.000. Cái dòng này lá nó dày, rất là dày luôn. Đã dài lắm anh chị. Đây, phần này chủ yếu cây đẹp thôi. 80.000. Chủ yếu cây lá xếp và đẹp.
À, phần số 1 phần giáng hương này. Bên em bán với 80.000 chị. À, phần số 2. Phần số 2 là 40.000. Phần số 2 là anh chị. Bên em bán với 40.000 thôi. À, phần số 2 40.000. Nó cũng là cái dòng của kia, tuy nhiên cái phần phần số 1 thì cái nó lớn hơn, kích cỡ cái lớn hơn. Phần số 2 thì kích cỡ cái nó nhỏ hơn, tuy nhiên số lượng cái nó sẽ được nhiều hơn anh chị. Phần số 2 giá hơn 40.000. Tiếp là cái kim điệp xuân. Kim xuân cái dòng này hoa xuân. Và cái dòng này thì nó rụng lá, nó hoa cho hoa anh chị, nó cái mắt hoa nó cũng sưng sưng hết rồi này. À, có chị mua về một thời gian rất là ngắn là cho hoa thôi. Nên bán 80.000 thế này anh chị, rất là nhiều luôn. À, phần này bên em bán cái gì với giá 80.000. Tiếp đó là cái Vanda. À, Vanda nâu. À, còn có một cây đây anh chị, cây khổng lồ luôn. Một cây nhiều ngọn. Hai cây đây anh chị, ba cây này. Bốn cây này. À, năm cây này. Sáu cây. Sáu cây này bên em bán 50.000. À, tiếp đó là cái combo. Combo này cũng một số loại anh chị, bên em bán với giá 80.000. Đầu tiên là cái loại này, loại này người ta chưa có cái tên tên Việt anh chị. Tuy nhiên một số nơi người ta bán, người ta gọi là tiêu giáng hương. Trong này đẹp, hoa rất đẹp luôn. Người ta có bán gọi là tiêu giáng hương. Mới hôm em bán hay gọi là cái cây miệng kính đó anh chị. Tuy nhiên thì em cũng tham khảo thì người ta nói là chưa có cái tên Việt thì không biết thế nào. Hoa nó như thế này anh chị. Bởi vì cái vòi hoa có mùa trước như thế này. Đây, cũng được mới thì con chị có thể trồng được con chậu chị, trồng sưu tầm. Bên cạnh đó thì cũng có một số loại khác như là một số cây giáng hương tam màu sắc này. À, cây cam báo này anh chị này. Cây cam báo này. À, cái này cây hoàng lạp nó hơi sâu sáu anh chị. À, cây huyết nhung đỏ. À, hai ba cây hay huyết nhung đỏ gì đó con chị. Ba cây huyết nhung đỏ như thế này. À, địa lan hạt đinh hồng thì cây này thì nó hơi mất nước tí. À, hạt đinh hồng hơi mất nước tí anh chị. Cây này là cái tổ yến anh chị. Dòng này hoa nhỏ thôi, tuy nhiên hoa phân nhánh. Thì cái combo này bên em bán 80.000 cho con chị sưu tầm. Thì hôm nay thì bên em cũng có một số loại thì cũng giới thiệu đến con chị. Cũng rất mong cô chị quan tâm ủng hộ. Bên em cảm ơn cô chị rất nhiều ạ.